Chào các em khối 6 của trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản. Hôm nay thầy cùng với các em sẽ nghiên cứu một tiết học trực tuyến. Trong cuộc sống, ta thường hay dùng các biện pháp tu từ trong những câu ăn, lời nói, trong thơ văn hàng ngày. Đó là những phép tu từ so sánh, nhân hóa, hoán dụ, ẩn dụ, vân vân. Nhưng ta chưa hiểu sâu về những khái niệm ấy. Vậy hôm nay thầy cùng với các em tìm hiểu sâu hơn về trong một trong những phép so sánh, một trong các phép tu từ ấy, đó là phép tu từ ẩn dụ. Trước hết ta tìm hiểu mục 1, ẩn dụ là gì? Muốn đi đến hiểu rõ về khái niệm thế nào là ẩn dụ, thì mời các em chúng ta tìm hiểu ví dụ số 1, sách giáo khoa, trang 68, và trả lời các cái câu hỏi yêu cầu ở bên dưới. Anh đội viên nhìn bác, càng nhìn lại càng thương, người cha mái tóc bạc, đốt lửa cho anh nằm. Minh Huệ. Câu hỏi. Trong khẩu thơ trên, cụm từ người cha được dùng để chỉ ai? Vì sao lại có thể ví như vậy? Chúng ta có thể trả lời cụm từ người cha là dùng để chỉ Bác Hồ. Có thể ví như vậy là vì Bác Hồ với người cha có những phẩm chất giống nhau như về tuổi tác, tình yêu thương, sự chăm sóc chu đáo với con người, vân vân. Đó chính là tương đồng về mặt phẩm chất. Tương đồng về mặt phẩm chất. Hai cụm từ người cha và Bác Hồ. Vì Bác Hồ với người cha có những phẩm chất giống nhau, cho nên đó là sự tương đồng về mặt phẩm chất. Chúng ta xem ví dụ số 2, sách giáo khoa, trang 68. Cách nói bằng ẩn dụ có gì giống và khác? Phép so sánh Bác Hồ như người cha. Để hiểu rõ giữa so sánh và phép ẩn dụ có điểm gì giống nhau và khác nhau, thì mời các em đi vào cái bài tập số 1 trong mục 3 của phần luyện tập để chúng ta tìm hiểu kỹ hơn ví dụ này. Thứ nhất là về giống nhau, đều ví Bác Hồ như người cha, nhưng về khác nhau ở so sánh thì nó có hai vế rõ ràng. Bác Hồ là vế A, như là từ so sánh, và người cha là vế B. Nhưng ở trong phép tu từ ẩn dụ, người cha ở đây là vế B, và rõ ràng chúng ta thấy nó ẩn đi cái vế A, tức là so sánh ngầm. Câu thơ từ đó nó có tính hàm xúc cao hơn, đó chính là ẩn dụ. Qua ví dụ trên thì chúng ta đi đến một cái kết luận và chốt lại thế nào là ẩn dụ. Ẩn dụ là gọi tên sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác có nét tương đồng với nó, để nhằm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt. Đến đây chúng ta tự đặt câu hỏi, vậy thì ẩn dụ có những các cái kiểu ẩn dụ nào? Thì mời các em chúng ta sẽ chuyển sang cái mục 2 lớn là các kiểu ẩn dụ. Chúng ta đi tìm hiểu cái ví dụ số 1.
Tức là chúng ta lại đọc lại cái đoạn thơ của nhà thơ Minh Huệ ở trong mục một lớn. Anh đội viên nhìn bác càng nhìn lại càng thương, người cha mái tóc bạc đốt lửa cho anh nằm. Minh Huệ. Ở đây chúng ta thấy có từ người cha đã được in đậm hơn. Người cha ở đây là chỉ về Bác Hồ. Hãy cho biết là hình ảnh người cha và Bác Hồ có sự tương đồng về mặt nào? Chúng ta có thể trả lời đó là người cha chỉ Bác Hồ là có sự tương đồng về mặt phẩm chất. Đó là ẩn dụ về phẩm chất. Sang ví dụ tiếp theo. Các từ in đậm dưới đây được dùng để chỉ những hiện tượng sự vật nào? Vì sao có thể ví như vậy? Về thăm nhà bác làng sen, có hàng râm buộc thắp lên lửa hồng. Chúng ta thấy có hai từ, đó là từ thắp và từ lửa hồng. Thứ nhất là từ lửa hồng, chỉ màu đỏ của hoa râm buộc, vì hai sự vật ấy có hình thức tương đồng. Thứ hai là từ thắp là chỉ sự nở hoa, vì chúng giống nhau ở cách thức thực hiện. Đó là phép tu từ ẩn dụ hình thức và cách thức thực hiện. Sang ví dụ tiếp theo, cách dùng từ trong cụm từ in đậm dưới đây có gì đặc biệt so với cách nói thông thường? Chào ơi, trong con sông vui như thấy nắng, giòn tan sau kỳ mưa rầm, vui như nối lại chiêm bao đứt quãng. Nguyễn Tuân. Nắng giòn tan là chỉ nắng to và rực rỡ. Tiếp theo là đó là sự dựa vào sự chuyển đổi về mặt cảm giác. Dựa vào sự chuyển đổi về mặt cảm giác. Từ những ví dụ trên đã phân tích ấy, thì em hãy nêu lên một số kiểu tương đồng giữa các sự vật hiện tượng thường được sử dụng để tạo ra phép ẩn dụ. Thầy nhắc lại, từ những ví dụ trên đã phân tích, em hãy nêu lên một số kiểu tương đồng giữa các sự vật hiện tượng thường được sử dụng để tạo phép ẩn dụ. Thì chúng ta sẽ có bốn cái nét tương đồng như sau. Tương đồng về mặt hình thức, tương đồng về cách thức, tương đồng về phẩm chất và tương đồng về cảm giác. Như vậy, tương đồng về mặt hình thức và tương đồng về cách thức thì chính là chúng ta đã tìm hiểu ở ví dụ số 1 của mục 2 sách giáo khoa. Tương đồng về mặt phẩm chất thì chúng ta đã tìm hiểu ví dụ 1 của mục 1 sách giáo khoa. Và tương đồng về mặt cảm giác thì chúng ta đã sự tìm hiểu ví dụ 2, mục 2 lớn của sách giáo khoa. Như vậy đến đây dựa vào các kiểu tương đồng, ta sẽ có các kiểu ẩn dụ sau. Cái này các em cần phải ghi nhớ, có 4 kiểu ẩn dụ. Thứ nhất là ẩn dụ về hình thức. Thứ hai ẩn dụ cách thức. Thứ ba là ẩn dụ phẩm chất. Và thứ tư là ẩn dụ chuyển đổi cảm giác. Để chúng ta củng cố thêm cho bài học hôm nay thì chúng ta cần phải làm thêm một số cái bài tập để chúng ta củng cố thêm cho các hai cái phần ghi nhớ 1
và kinh nghiệm thứ hai. Chúng ta chuyển sang phần 3 là luyện tập. Ở phần 3 luyện tập thì bài tập số 1 chúng ta đã thực hiện ở trong mục 2 lớn là các kiểu ẩn dụ, cho nên là thầy không đi làm lại mà chúng ta chuyển ngay sang bài tập số 2 trang 70. Tìm ẩn dụ trong những ví dụ dưới đây và nêu lên nét tương đồng giữa các sự vật hiện tượng so sánh ngầm với nhau. A. Ăn quả như kẻ trồng cây. B. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. C. Thuyền về có nhớ bến trăng, bến thì một dạ, khăng khăng đợi thuyền. Và D. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Hai câu trên, câu A và câu B là tục ngữ, câu C là ca dao và câu D là câu thơ của nhà thơ Viễn Phương. Chúng ta lần lượt đi tìm hiểu từng câu một. Thứ nhất, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ăn quả có nét tương đồng về cách thức với sự hưởng thụ thành quả lao động. Còn kẻ trồng cây là có nét tương đồng phẩm chất với người lao động, người gây dựng, tạo ra thành quả đó. Như vậy, câu tục ngữ này đã khuyên chúng ta khi được hưởng thành quả phải nhớ đến công lao người gây dựng nên những thành quả đó. B nhỏ, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mực đen có nét tương đồng về phẩm chất với cái xấu, cái lạc hậu. Đèn sáng là có nét tương đồng về phẩm chất với cái tốt, cái tiến bộ. Ở đây, câu tục ngữ nói lên tầm quan trọng của môi trường sống, khuyên chúng ta phải chọn môi trường sống tốt đẹp hơn. Sang ví dụ C, thuyền về có nhớ bến trăng, đến thì một dạ, khăng khăng đợi thuyền. Thuyền ở đây là chỉ về người đi xa, tức là người con trai. Bến ở đây là chỉ về người ở lại, tức là chỉ về người con gái. Đây là những nét tương đồng về mặt phẩm chất. Và câu ca dao này cũng nói lên tình cảm thủy chung gắn bó trong tình yêu đôi lứa. Chúng ta sang ví dụ D. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Mặt trời trong câu thứ nhất là một thiên thể nóng sáng, là nguồn chiếu sáng chủ yếu cho trái đất. Mặt trời trong câu thứ hai là hình ảnh ẩn dụ được dùng chỉ Bác Hồ, vì ở đây Bác Hồ là người soi sáng, dẫn đường chỉ lối cho dân tộc ta thoát khỏi cuộc sống nô lệ tối tăm và đi tới tương lai độc lập tự do và hạnh phúc cho dân tộc. Như vậy, mặt trời và Bác Hồ có nét tương đồng về mặt phẩm chất. Cũng trong bài tập số 3 là tìm những ẩn dụ chuyển đổi cảm giác trong các câu văn, câu thơ dưới đây và nêu lên tác dụng của những ẩn dụ ấy trong việc miêu tả sự vật hiện tượng. A. Buổi sáng mọi người đổ ra đường, ai cũng ngũ ngẩng lên cho thấy mùi hồi chín chảy qua mặt. B. Cha lại dắt con đi trên cát mịn, ánh nắng chảy đầy vai. Câu hỏi là
tìm những chuyển đổi cảm giác trong câu văn câu thơ. Chúng ta có thể trả lời lần lượt như sau. Thấy mùi và từ chảy ở đây là chuyển đổi từ khứu giác, mũi đã chuyển sang cảm nhận bằng thị giác, tức là mắt nhìn. Biểu thị sự khuếch tán lan tỏa mạnh của hương hoa hồi. Đó chính là cảm nhận mới lạ và độc đáo, gợi hình và gợi cảm giác. Tiếp theo, thường thì nhận biết ánh nắng qua con đường thị giác, cho nên mới thấy ánh nắng vàng tươi hoặc ánh nắng vàng nhạt. Còn ánh nắng trong câu thơ là ánh nắng chảy đầy vai, lại được hình dung thành dòng, thành giọt. Nhờ vậy mà nó sinh động và gợi cảm hơn. Cũng bài tập số 3, chúng ta đi tìm hiểu ở mục C, tìm ẩn dụ và chuyển đổi cảm giác và nêu tác dụng của nó. C. Ngoài thềm rơi chiếc lá đa, tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng trần đăng hoa. D. Em thấy cả trời sao xuyên qua từng kẽ lá, em thấy cơn mưa rào ướt tiếng cười của bố. Như vậy ở trong ví dụ C, tiếng ở đây là thính giác, rơi là thị giác và đã chuyển đổi sang mỏng là xúc giác. Từ cái sự chuyển đổi này, tác giả đã cảm nhận được độ dày mỏng của chiếc lá rơi. Sang ví dụ D là từ thấy là thị giác đã chuyển đổi sang từ ướt, tức là xúc giác. Qua ví dụ trên, tác giả cũng cảm nhận được niềm vui của người bố. Đến đây thì chúng ta không có thời gian để chơi trò chơi ô cụ chữ, cho nên chúng ta chuyển sang cái mục hướng dẫn về nhà. Để chúng ta học tốt bài này thì các em cần phải hiểu rõ cái khái niệm thế nào gọi là ẩn dụ và các kiểu ẩn dụ. Từ đó chúng ta áp dụng và thực hiện các bài tập ở bên dưới và sách giáo khoa. Và các em cũng chuẩn bị cho bài luyện nói, văn miêu tả. Tiết học chúng ta đã đến đây chúng ta đã kết thúc. Xin các em đã hợp tác với thầy. Cảm ơn các em hợp tác với thầy và đã thực hiện một tiết dạy hoàn chỉnh. Tiết học đến đây kết thúc.